Xin chào, chúng ta đang ở chuỗi các video hướng dẫn cách viết content hay thôi miên trên Facebook. Thầy Dự sẽ chỉ cho bạn cách viết những content vô cùng hay dựa trên chính những cái bài tập mà thầy Dự giao cho học viên của mình. À, những bài tập này mang tính thách thức rất là lớn. Đây, ví dụ như bài của bạn Hương Hoàng và bạn Nguyễn Thu Giang, thầy Dự cho họ đua với nhau, từng cặp chọn cặp để đua với nhau xem content của ai hay hơn. À, ok, bây giờ hãy xem content của Hương Hoàng và Nguyễn Thu Giang ai hay hơn nhá. Ok, Hương Hoàng. Piu. Hãy chia sẻ những điều đang có để có được những điều chưa có. Hay quá. Mới sáng sớm có một em gái hỏi tôi: "Chị Hương ơi, chia sẻ là gì vậy chị? Sao em thấy có rất nhiều người nói chia sẻ là bí kíp thành công ạ?" Trả lời: "Chia sẻ có thể nói đơn giản là san sẻ, chia ra cho người khác một điều gì đó. Nó có thể là chia sẻ vật chất hoặc chia sẻ tinh thần, là sự đồng cảm, san sẻ cho đi yêu thương. Chia sẻ được xem như một bí kíp cực kỳ quan trọng của thành công, bởi vì một, sự chia sẻ giúp cho người với người gần nhau hơn. Hai, sự chia sẻ làm cho người khác cảm thấy bạn có rất nhiều, rất yêu mến và cảm ơn những chia sẻ của bạn. Ba, sự chia sẻ giúp cho chúng ta ngày càng trở nên giàu có. Chúng ta cho đi cái gì thì cái đó sẽ trở nên đáng giá hơn vì nó có ích giúp được nhiều người hơn. Nếu chúng ta chia sẻ kiến thức, chúng ta sẽ càng có nhiều kiến thức thông qua chia sẻ giúp chúng ta đào sâu tư duy." Hỏi: "Nhưng em không có cái gì hay mà chia sẻ ạ." À? Trả lời: "Chia sẻ có nhiều dạng, có thể chia sẻ vật chất, có thể nhìn thấy được, hoặc là chia sẻ về tinh thần, không nhìn thấy bằng mắt nhưng không đo đếm bằng sự tính toán được. Về vật chất, em có cái gì em cứ chia nó ra một cách đơn giản cho người khác, nó sẽ tạo ra cho em và trở thành một con người yêu mến, được hạnh phúc. Ví dụ em có hai củ khoai, em bẻ đôi cho mỗi người bạn một nửa, đó là sự chia sẻ đơn thuần. Em có thấy không? Dù em có rất ít nhưng nó chia ra được. Đặc biệt khi em chia sẻ cái gì đó, em sẽ nhận lại lời cảm ơn, em thấy hạnh phúc hơn. Chia sẻ về tinh thần, đây là cách đơn giản nhưng cũng cực kỳ khó khăn nếu em chưa quen với việc chia sẻ. Ví dụ em chia sẻ niềm vui của em lên trên Facebook." Chấm 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 chấm. Ok. Đặc biệt có một loại chia sẻ giúp em thành công, đó là chia sẻ kiến thức. Hay quá. Vậy em sẽ chia sẻ như thế nào để giàu có hạnh phúc ạ? Chị Hương nói rõ được không? Trả lời: "Em có thể chia sẻ tuần tự các bước sau nhé. Bước 1 là chia sẻ vật chất, bước 2 là chia sẻ tinh thần, bước 3 là chia sẻ hữu ích. Đây là những chia sẻ giúp em thành công người khác. Thành công của em tỷ lệ thuận với những gì em cho đi giúp đỡ người khác. Đây là bước cao trong quá trình thành công. Ai giúp càng nhiều người, người đó càng có kiến thức cao hơn và giàu có hạnh phúc hơn. Ví dụ ai đó không biết cách làm video bán hàng, mình chỉ họ giống giống như này." Hay quá, cách viết của Hương này rất hay. Nào, ý tiếp của bạn đây này: "Vậy chia sẻ một lời nói hay hành động của chị?" Trả lời: "Bằng tất cả những gì em có thể. Ví dụ em có thể chia sẻ qua lời nói, qua cử chỉ." Rồi. "Vậy áp dụng chia sẻ như thế nào để bán hàng tốt hơn ạ?" Trả lời: "Em có thể áp dụng như sau nhé. Khi em chia sẻ điều gì đó mà giúp được khách hàng tiềm năng, khách hàng sẽ đến với em ngày càng nhiều." Hay quá. Thì bạn ấy có giải pháp đầu tiên là chia sẻ để giúp khách hàng tiềm năng. Tiếp này: "Khi em chia sẻ điều gì đó mà giúp được đại lý, khách sỉ tiềm năng thì họ sẽ đến với em nhiều hơn." Ok. Rồi, bài này rất dài và rất tâm huyết. Tuyệt vời. Và bài này nó dài thì 100 người nhìn thấy chỉ có 20 người có thể kiên nhẫn đọc hết thôi, nhưng những ai mà đọc hết thì họ sẽ quý bạn này vô cùng, bạn Hương này vô cùng. Thì đây cũng chính là một cái content thôi miên. Xem câu to action bạn ấy viết là gì nhá. "Trên đây là câu chuyện sớm mai của Hương. Bạn có nghĩ chia sẻ là cần thiết trong cuộc sống hiện nay? Bạn có nghĩ chia sẻ là bí quyết đặc biệt quan trọng để thành công giúp Hương không? Thật vui bạn đồng viết này. Hương mong được chia sẻ nhiều điều bổ ích mọi người và làm cuộc sống của mọi người và các chị em tốt hơn. Nếu thấy hay bổ ích hãy chia sẻ bài viết này nhé. Hương có một vài món quà muốn được chia sẻ cho bạn. Cảm ơn và trân trọng và chia sẻ." Hay quá, dài thật nhưng mà hay quá chị. Ok. Thì nếu bài này mà có thêm phần kêu gọi hành động hay hơn nữa thì bài này đạt điểm xuất sắc. Ví dụ là gì ạ? 10 bí kíp giúp bạn giàu có này, thì mình nói luôn này. Mình nói là đây là một bài viết rất là dài và Hương đã phải dành ra tận bao nhiêu tiếng đồng hồ để viết. Vì vậy nên Hương rất là trân trọng những ai cũng dành thời gian để đọc bài viết này. Nên Hương sẽ tặng cái 10 cái cuốn sách 10 bí kíp và tặng cái ebook 10 bí kíp giàu có hơn, giúp bạn giàu có hơn này cho tất cả các bạn. Những ai đã may mắn đọc hết được bài viết này và comment ở phía dưới, hãy comment bất kỳ điều gì nhé, Hương sẽ tặng bạn. Đấy, thì sẽ xuất sắc. Ok. Rồi, bây giờ đối thủ của Hương Hoàng là bạn Thu Giang. Tang tang tang. "Giang ơi, dạo này chị bận quá nên chẳng bán được hàng. Mấy hôm nay bận tối cả mặt trắng online được em ạ. Chị chẳng có thời gian bán hàng, kém quá em. Chắc chắn nhiều bạn gặp vấn đề này.
Khi chúng ta không đạt kết quả, chúng ta hay nói bận. Bản ra khi không hoàn thành được nhiệm vụ cũng nói là bận. Kế hoạch đặt ra cũng từng ảo tưởng vì mình không đủ thời gian, vì mình bận quá. Tặc lưỡi cho qua. Cái lý do hợp lý quá mà. Có người khá chăm chỉ làm việc liên tục nhưng kết quả cuối cùng không đạt được và khiến bản thân rơi vào trạng thái mệt mỏi chán nản vì kiệt sức. Có người thì cả ngày chỉ làm mấy việc vô bổ và không bao giờ làm việc gì nên hồn cả. Có người thì đang làm cái nọ lại dọ cái kia, không tập trung vào việc chính. Vấn đề ở đây là vì do chúng ta không biết cách quản lý thời gian. Vậy làm thế nào để quản lý thời gian để kinh doanh là về hiệu quả chấm chấm. Một là xác định mục tiêu trong ngày. Khi có mục tiêu rõ ràng, bạn sẽ biết mình cần phải làm gì để đạt mục tiêu rõ ràng nhất. Hai là liệt kê danh sách việc cần làm. Mỗi sáng hãy viết ra như này. Kế hoạch năm việc hôm nay là 3. Sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên, việc nào cần làm trước, việc nào làm sau. 4. Là lên lịch cụ thể cho từng công việc. 5. Là tập trung cao độ khi làm việc và không để những việc khác liên quan ảnh hưởng. 6. Là và điều bạn quan trọng cần làm đó là cần phải tuân thủ kế hoạch và tạo ra thói quen sắp xếp công việc ngày. Nếu một ngày bạn dành cho chấm chấm ok thì tốt, bài này cũng tốt, nội dung cũng tốt, nhưng mà thiếu cái phần trải nghiệm của bản thân ở trong này. Nó trải nghiệm bản thân tức là có cái phần mà ngày trước chính bạn đã không cái quản lý thời gian hiệu quả, nên là công cuộc sống của bạn, công việc kinh doanh của bạn đã trì trệ như nào. Và khi mà bạn biết được điều này, bạn áp dụng thì đã có những sự thay đổi như thế nào rồi. Tại vì ở đây mình toàn nói về người khác thôi, các bạn thôi, thì người đọc người ta sẽ cảm thấy là người ta cảm thấy mình đang quy chụp người ta ấy, hiểu nhỉ? Nên mình phải có câu chuyện của mình trong đấy nữa. Thì cái điểm điểm dựa gọi là điểm yếu của cái bài này là như vậy thôi. Còn content của bạn Giang này dạo này rất là tiến bộ rồi đó. Thì cái này hoàn toàn có thể lấy một cái ảnh của Giang đúng không nhỉ, có một bàn tay chỉ xong ghép cái đồng hồ bên cạnh Giang chỉ vào cái đồng hồ, ý là quản lý thời gian ấy. Rồi thế phần chấm điểm nhá, chấm điểm của hai bạn này thì theo các bạn là những bạn này được bao nhiêu điểm? Hương Hoàng ok 8,5 điểm, Giang 8 điểm ok. Video chữa bài sẽ có trong 24 giờ tới. Thầy Dự sẽ post cái video chữa bài này lên YouTube nhá. Bạn nào muốn xem những video chữa bài của tất cả các bài học trò thầy Dự đang kèm cặp viết content ấy, thì rất là cách viết content hay thôi miên Hàn Quốc Dự. Nó sẽ ra cách viết content hay thôi miên trên Facebook Hàn Quốc Dự. Ok. Rồi. Rồi, nếu bạn nào muốn thầy Dự kèm cặp các bạn để các bạn viết content thôi miên này, các bạn có thể dạy được người khác viết content này, các bạn được kèm cặp tất cả các kỹ năng khác nữa lên với kinh doanh online trong vòng 1 năm, thì các bạn chủ động liên hệ thầy Dự hoặc là comment xuống nếu bạn muốn, hoặc chủ động, tóm lại là phải chủ động thì thầy Dự mới có thể phỏng vấn và trợ giúp cho bạn được. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Hai bước để bạn nhận bài học miễn phí tự động mỗi ngày. Bước số 1, bạn vào Facebook, bạn tìm kiếm Hán Quang Dự và bạn kích vào thêm bạn bè, kích vào nút răng cưa, ấn vào chữ đang theo dõi và để chế độ xem đầu tiên. Bước số 2, bạn vào YouTube của bạn, sau đó bạn cũng tìm kiếm Hán Quang Dự, ấn vào nút đăng ký để biểu tượng nút chuông cho tất cả. Và chào mừng bạn xem những video bài học kế tiếp của thầy Hán Quang Dự.